Đỉnh cao công nghệ, iPhone 13 sẽ có thể gọi điện, nhắn tin mà không cần sóng di động. Theo chuyên gia phân tích Michiko, Apple sẽ bổ sung thêm một công nghệ radio mới cho iPhone năm nay với việc hỗ trợ liên lạc vệ tinh quỹ đạo trái đất tầm thấp LEO. Công nghệ này cho phép người dùng iPhone 13 có thể gửi tin nhắn và gọi điện ngay cả khi điện thoại không có sóng di động. Trước đây, Bloomberg từng đưa tin về việc Apple đã thử nghiệm công nghệ vệ tinh để truyền dữ liệu tới iPhone vào năm 2019. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên có thông tin cho rằng tính năng này sẽ xuất hiện trên dòng sản phẩm iPhone 13 năm 2021. Theo một số nguồn tin dò dỉ, đặc biệt sẽ trình làng dòng sản phẩm iPhone 13 trong một sự kiện ra mắt trực tuyến được tổ chức vào ngày 14 tháng 9 tới, sau đó mở đặt hàng trước iPhone mới vào ngày 17 tháng 9. Bạn nghĩ sao về thông tin này?